carbohydrate bao gồm cả đường đơn là những phân tử hình vòng. Tạo thành từ carbon, hydro và oxy đứng riêng lẻ hoặc thành cặp tương tự với các carbohydrate phức tạp hơn, được hình thành khi những vòng này nối lại với nhau tạo thành những chuỗi dài. Carbohydrate cung cấp cho chúng ta calories hay năng lượng. Và đường đơn nói riêng đóng nhiều vai trò trong bữa ăn của chúng ta. Chúng làm ngọt nước chanh, làm cân bằng món súp miso hơi chua lên men bột nhào và thức uống có cồn và giúp bảo quản mứt và thạch đường trong tự nhiên có ở thực vật như trái cây rau củ và hạt cũng như sản phẩm từ động vật như sữa tươi và phô mai đường bổ sung là đường được thêm vào thực phẩm như ngũ cốc tương cà chua bánh năng lượng và cả sốt xà lát để làm rõ hơn, cho dù đường này là từ nguồn tự nhiên như cây mía hay mật ong, nó vẫn được xem là đường bổ sung. Trên thực tế, nhiều thành phần được liệt kê trên bao bì thức ăn có thể là nguồn đường bổ sung. Một vài trong số đó bạn sẽ thấy rất quen thuộc. Đường thực chất liên quan tới một họ phân tử gọi là saccharide. Monosaccharide trong đó mono nghĩa là một, một phân tử đường. Disaccharide trong đó đi nghĩa là hai, hai phân tử đường liên kết với nhau. Oligosaccharide, trong đó oligo nghĩa là một ít, như vậy nó gồm từ 3 đến 9 phân tử nối với nhau và polysaccharide với poly nghĩa là nhiều cho nên nó có từ 10 phân tử đường nối với nhau trở lên. Glucose là thành viên quan trọng nhất của họ nhà đường và nó là một monosaccharide. Nó là nguồn cung cấp calo chính cho cơ thể và có thể vượt qua hàng rào máu não để nuôi dưỡng não bộ. Một đường đơn khác là fructose, thường có trong mật ong, trái cây và các loại rau củ. Cuối cùng là galactose, một loại đường đơn được biết đến là đường sữa, bởi nó chỉ được tìm thấy trong tự nhiên khi nó nối với glucose để hình thành nên lactose. Một disaccharide trong sữa động vật có vú bao gồm sữa bò và sữa người. Sucrose hay đường kính là một disaccharide khác và nó được hình thành khi fructose liên kết với glucose. Sucrose có trong nhiều loại trái cây và rau, với mía và củ cải đường chứa lượng nhiều nhất. Maltose là một disaccharide khác nữa và loại này gồm có hai phân tử glucose liên kết với nhau và nó có trong mật rỉ đường, thứ được dùng như một chất nền để lên men bia. Đường, ví dụ như fructose, thường được thấy ở dạng kết hợp với các đường khác. Và sự kết hợp có thể khá khác nhau ngay cả ở những thực phẩm dường như khá quen thuộc. Ví dụ, trong mật ong, có 50% fructose, 44% glucose, 4% galactose và 2% maltose. Trong khi đó, trong nhựa thông, fructose chỉ chiếm ít hơn 1%, glucose 3% và 96% sucrose. Vậy đường đơn dù là tự nhiên hay bổ sung là hỗn hợp các monosaccharide hoặc disaccharide. Tiếp theo là đường phức. Là những oligosaccharide như galacto oligosaccharide là những chuỗi ngắn galactose được tìm thấy trong đầu nành. Có cả các polysaccharide là những chuỗi lớn hơn có nhánh. Là loại carbohydrate phong phú nhất được tìm thấy trong thức ăn. Tinh bột là các polysaccharide với liên kết nguyên tử giữa các phân tử đường mà các enzyme ruột ở người có thể phá vỡ. Tinh bột là nguồn calo quan trọng thường có mặt trong gạo, khoai tây, lúa mì và ngô. Tinh bột không ngọt như đường đơn vì chúng không kích thích bộ phận vị giác như nhau. Cũng có cả chất xơ cũng là carbohydrate nhưng không thể bị phân hủy bởi enzyme ruột, vì thế cơ thể không thể tiêu hóa chúng. Có nhiều loại chất xơ và chúng không giống nhau về cấu trúc hay ảnh hưởng đến sức khỏe. Chất xơ có liên kết phân tử kháng lại enzyme ở ruột người. Vì vậy, chúng qua ruột non mà không bị tiêu hóa, bị phân hủy một chút bởi vi khuẩn ở ruột già và cuối cùng còn lại một khối chất lớn ở trong phần Chất xơ rất quan trọng bởi nó có thể làm chậm tỷ lệ hấp thu của đường đơn như glucose ở ruột non. Thứ giúp duy trì mức đường huyết khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng khối lượng phân giúp ngăn chặn chứng táo bón. Và các chất xơ như beta-glucan còn có lợi cho tim mạch. Các monosaccharide liên kết với nhau bằng liên kết glycosid. Là liên kết mà một nhóm OH từ carbon của một monosaccharide nối với H từ carbon của một monosaccharide khác, hợp thành một phân tử nước và mất đi. Trong trường hợp của maltose, sự liên kết này tạo thành một liên kết 1,4 4 là liên kết giữa carbon số 1 và số 4 của hai phân tử monosaccharide. Và alpha nghĩa là các phân tử nằm cạnh nhau. Mặt khác, lactose có một liên kết beta 14 glycosid nghĩa là carbon số 1 của galactose và carbon số 4 của glucose liên kết. Nhưng lần này, các phân tử được xếp với một phân tử nằm trên và một phân tử nằm dưới. Cuối cùng, sucrose với liên kết alpha 12 glycosid nghĩa là carbon số 1 của glucose liên kết với carbon số 2 của fructose. Giờ khi bạn ăn gì đó, ví dụ như một mẫu bánh mì, các enzyme bắt đầu thủy phân disaccharide, oligosaccharide và polysaccharide thành monosaccharide để có thể hấp thụ. Các enzyme khác nhau giúp thủy phân các liên kết khác nhau. Amylase thủy phân các polysaccharide lớn như tinh bột thành những đơn vị nhỏ hơn. Trong khi lactase, sucrase và maltase phân giải lactose, sucrose và maltose thành các monosaccharide của chúng. Các monosaccharide là kết quả của quá trình tiêu hóa những phân tử carbon hydrate lớn hơn, glucose, fructose và galactose, vượt qua lớp lót của ruột vào dòng máu để được sử dụng bởi cơ thể. Khi mức đường huyết trong máu tăng sau khi ăn, tụy tiết ra học môn insulin giúp vận chuyển glucose vào tế bào và vào gan. Insulin giúp kích thích gan dự trữ glucose dưới dạng glycogen trong một quá trình gọi là tổng hợp glycogen. Là quá trình mà khi một vài phân tử glucose được nối với nhau bằng liên kết alpha 14 và alpha 16 glycosid để hình thành nên một polysaccharide gọi là glycogen. Insulin cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo và protein. Chuyển hóa của galactose có một bước ban đầu khi mà enzyme tại gan chuyển galactose thành glucose. Đơn giản là đảo hướng của nhóm OH tại vị trí carbon số 4. Như thế, galactose lại trở thành một phân tử glucose nữa tại gan. Fructose thì được xử lý khác một chút bởi gan. Fructose có 6 carbon và hầu hết chúng được thủy phân thành hai phân tử 3 carbon và gửi đến quá trình đường phân để tạo năng lượng. Khi cơ thể cần năng lượng, cả 3 monosaccharide được chuyển hóa qua quá trình đường phân. Chu trình Krebs và quá trình phosphorin oxy hóa. Cuối cùng, tất cả carbon hydrate tiêu hóa được bất kể chúng đến từ đường đơn trong mật ong hay tinh bột trong khoai tây nướng, được thủy phân thành các monosaccharide của chúng cho sử dụng năng lượng lập tức hay dự trữ cho một ngày mưa dựa vào nhu cầu của cơ thể. Học viện Quốc gia về Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa đề xuất rằng một chế độ ăn có lợi nên chứa từ 45 đến 65% calo từ carbohydrate Lượng calo bạn cần để duy trì cân nặng phụ thuộc vào tuổi, giới, chiều cao, cân nặng và mức độ hoạt động của bạn. Hãy lấy ví dụ từ một người phụ nữ 40 tuổi cao 1m75 và nặng khoảng 72kg. Với chỉ số BMI 23,6 và cần chế độ ăn khoảng 2.000 calo, cho rằng cô ấy nhắm khoảng 55% lượng calo là carbohydrate. Như vậy, 55% của 2.000 là 1.100 calo từ carbohydrate và có nhiều loại carbohydrate, đầu tiên là chất xơ. Khuyến cáo chung nên ăn khoảng 28 gram chất xơ trong một chế độ ăn 2.000 calo. Với khoảng 0 tới 2 calo trên gram chất xơ, như vậy là khoảng 56 calo hay 3% lượng calo tổng. Tiếp theo là đường. Có hai loại là tự nhiên và bổ sung. Có một vài khuyến cáo chính thức về lượng đường tổng hoặc đường tự nhiên hấp thụ Tuy nhiên, thông tin từ các nhãn dinh dưỡng mới được cập nhật từ Canada dựa trên giá trị tổng lượng đường một ngày khoảng 100 g hay 400 calo, tức là khoảng 20% của chế độ ăn 2.000 calo. Nói về đường bổ sung, cả WHO và Guideline chế độ ăn Hoa Kỳ đều khuyến cáo đường bổ sung nên chiếm ít hơn 10% tổng calo. Cũng như mục tiêu về carbohydrate tổng của người phụ nữ này lấy khoảng trung bình của giá trị đề xuất Lượng đường bổ sung là khoảng 100 calo hay 5% tổng calo. Với cách tiếp cận này, lượng calo từ đường tổng còn lại là 300 calo tương đương 75g đường sẽ đến từ các loại đường trong hoa quả, rau, sản phẩm từ sữa và các loại hạt. Chúng sẽ chiếm khoảng 15% calo tổng. Còn lại 640 calo hay 160g từ tinh bột hay 32% calo tổng để đạt mục tiêu lượng carbohydrate dùng nạp Bây giờ ăn một chế độ ăn có lợi cho sức khỏe có nghĩa là lựa chọn thực phẩm càng giàu dinh dưỡng càng tốt. Và những thức ăn chứa chất xơ tinh bột và đường tự nhiên như trái cây và rau quả thì giàu dinh dưỡng hơn là những thực phẩm có đường bổ sung. Nhưng cũng phải nói rằng, thức ăn chế biến và đóng gói sẵn là một phần của hầu hết chế độ ăn của mọi người. Cho nên việc đọc nhãn thông tin dinh dưỡng kỹ càng có thể giúp so sánh thực phẩm và đưa ra những lựa chọn giàu dinh dưỡng hơn. Nói chung chọn thức ăn và đồ uống giàu dinh dưỡng như chất xơ và ít đường bổ sung hơn là tốt nhất. Được rồi, hãy cùng tóm tắt lại nha. Có nhiều loại carbohydrate, đường đơn là các monosaccharide và disaccharide mà cơ thể có thể hấp thu ngay. Tinh bột là các polysaccharide cần khoảng thời gian lâu hơn để hấp thu. Và chất xơ là polysaccharide mà cơ thể chỉ hấp thu được một phần với sự trợ giúp của vi khuẩn đường ruột. Cuối cùng, một chế độ ăn có lợi cho sức khỏe, bao gồm tất cả các loại carbohydrate đến từ các nguồn thực phẩm đa dạng, như trái cây, rau, sản phẩm từ sữa và các loại hạt. Nó cũng có thể chứa đường bổ sung, với đề xuất từ WHO và Gala Dinh dưỡng Hoa Kỳ, rằng đường bổ sung nên chiếm ít hơn 10% lượng calo tổng của bạn. Video thực hiện bởi WorldMath.